Rồi, hello nha, chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình Phước sửa chân vịt máy Đầm Dơi Cà Mau. Hôm nay mình có review cho anh em xem qua tất cả các thể loại chân vịt để cho anh em chạy đuôi tôm ha. Thì ngày hôm nay mình quay video này nó có bao gồm là dòng chân vịt chạy cốt thẳng, cốt xéo, máy xăng và máy dầu nha. Thì mình quay từ sơ lược từ các loại cho anh em xem. Nếu mà anh em thấy ưng cái mẫu nào thì alo cho mình. Đầu tiên thì mình quay cho anh em xem dòng máy cốt thẳng từ 5.5 cho tới 25 HP ha. Đây, cái mẫu đầu tiên thì quay cho anh em xem cái dòng chân vịt loại hai cánh thái, áp dụng cho máy từ 5.5 cho tới 7.5 HP là tùy theo cái vỏ anh em chạy mà mình sử dụng ha. Thì thằng này từ thằng 5.5 thì bao cho anh em chạy được xuồng, vỏ nặng vỏ nhẹ được hết ha. Còn bên từ 6 HP cho tới 7 HP thì anh em chạy vỏ nặng á, nghiêng về bên tải thì sử dụng chân vịt này ha. Thằng này thì cái cánh nó ngang, nó dịu, dễ chạy, nó áp dụng cho vỏ nặng được ha. Đây, thằng này thì bên em có láp thì 14 và 16 ha, cốt láp á, gắn nhận vô. Đây là mẫu đầu tiên. Rồi, mẫu thứ hai. Thằng này từ 5.5 cốt thẳng cho tới 7.5 cốt thẳng ha. Nếu anh em nào chạy 5.5 thì đi vỏ nhẹ thì chạy thằng này rất là ok. Đây, từ thằng 6 HP cho tới thằng 7.5 HP, anh em nào đi vỏ hơi nặng có độ tải thì chạy dòng chân vịt này rất là ok ha, đi lục bình rất êm, cứng cáp. Đây, cái thằng này anh em dòm kỹ nha, mình không có đánh lơ nha, mình làm bóng tự nhiên nha, từ trong ra ngoài anh em coi kỹ, rồi mình làm sạch sẽ lắm, không có một cái độ nào mà anh em thấy nó giỡn hết, đi bóng tự nhiên. Đây, mẫu thứ ba, dòng chân vịt hai cánh nhọn để cho anh em đi từ thằng 5.5 cho tới thằng 7.5 HP cốt thẳng ha. Đi vỏ hơi tải rồi nọ thì đi này rất là ok. Đây, rồi mẫu thứ tư. Mẫu này thì anh em không xa lạ, mẫu B5. B5 thằng này anh em đi từ con 6 HP cho tới 7.5 HP cốt thẳng ha, tua nhanh. Anh em nào chạy xuồng hoặc vỏ nhẹ bao cho anh em chạy có tốc độ ha. Nếu anh em nào áp dụng đi sôi đồ này nọ thì rất là êm, thằng này đi có tốc độ ha, rút nước nhẹ kìm, bao cho anh em đủ nước chạy ha. Rồi, từ con 8 HP cho tới 10 HP thì anh em sử dụng cái chân vịt này cánh thái, áp dụng cho anh em đi vỏ được ha, giờ đi xuồng được ha, bao cho anh em im. Thằng này cứng cáp, đi lục bình rất là im. Thì dòng máy nó theo hệ nha, từ 8 HP cho tới 10 HP thì anh em sử dụng dòng chân vịt này. Rồi, nếu mà anh em nào đi dòng từ 11 HP cho tới 20 HP, mình sử dụng dòng chân vịt này, bao cho anh em đi nổi được, đi tải được luôn nha. Tải lỡ rất là êm, đủ nước chạy, không thiếu nước. Đây, đi lục bình rất là êm, cứng cáp. Rồi, tiếp theo thì cái mẫu cánh nhọn,
cánh nhọn này thì anh em nào sử dụng cho những cái máy anh em độ chạy chơi gió nhẹ thì sử dụng này bao cho anh em chạy có tốc độ ha, độ phê. Rồi cái thằng này từ 11 HP cho tới 20 HP ha. Anh em nào đi võ lỡ lỡ thì chạy này rất là im, có độ tải nhẹ kềm đủ nước đây. Mẫu này mình chạy tới được 20 HP luôn ha, từ 11 HP tới 20 HP. Nếu anh em nào chạy bên máy nào thì alo cho mình cầm theo ha. Rồi mẫu này thì mẫu chạy con thì anh em chạy lỗ con đó thì chạy vỏ nặng được vỏ nhẹ được ha. Thằng này tùy theo cái cánh nó lớn, nếu mà anh em nào chạy sao thì nói cho mình canh theo cho anh em chạy ha. Đây dòng con chạy cút thẳng. Rồi mẫu tiếp theo thì thằng này chạy từ thằng 13 HP cho tới 25 HP ha, cốt thẳng tua nhanh. Nếu mà anh em nào đi tầm lắp cả khoảng từ 1m8 cho tới 2m thì dòng chân vịt này bao cho anh em chạy đủ nước nhà kìm. Tại vì anh em chạy thì đôi lúc nhiều khi đi vô kinh gạch đồi nọ những cái chỗ nó hẹp quá thì lắp dài sử dụng không được thì sử dụng dòng chứng dịch này bao cho anh em chạy cứng cáp đủ nước. Thì ngày hôm nay thì em giới thiệu sơ lược cho anh em qua xem thôi, thì ở đây đồ rất là nhiều, đây quay cho anh em coi đồ của mình làm nói chung ra là rất là nhiều, đủ mẫu mã luôn. Dòng hai cánh thái cho máy từ 6 HP cho tới 7.5 HP đều có hết nha. 8 HP rồi từ 11 HP, 9, 10, 13, 20 đều có hết. Tùy theo cái lồng xi lanh của máy anh em báo cho mình thì mình làm cho anh em chạy ha. Dòng chân vịt ba cánh thái mình áp dụng cho máy từ 6 HP cho tới 7.5 HP vẫn có ha. Đây lắp 14 có, lắp 16 có, đầy đủ. Đây quay cho anh em. Bên em còn cung cấp á, là thể loại dòng chân vịt từ 3 máy tới 4, 4 máy ha. Mẫu cánh thái có luôn ha. Nè. Cốt thẳng có, cốt xéo có. Đây. Anh em tha hồ mà lựa. Nếu anh em nào xài thì liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0947 201079. Gặp mình là Phước ha, mình sẽ chốt đơn cho anh em. Đây. Dòng bên chị trái rồi nọ em cũng có luôn nha. Rồi, để em đi quay sơ lược cho anh em xem cái hàng thô, cái này là hàng em làm rồi hết tất cả nha. Còn hàng thô á em lấy về chưa làm thì đây. Đặng em đi quay cho anh em xem luôn. Đây là dòng hàng thô em chưa làm, cũng để ngổn ngang đây. Thì sẵn giới thiệu cho anh em xem là cái phòng mình làm chân vịt máy luôn. Đây mình sử dụng motor hai máy. Đây dòng vịt thô các loại nha, từ chạy trái chạy phải có hết, cánh thái cánh thường có hết ha. Đây đây đồ về nhiều quá mình cũng hơi bỏ ngổn ngang ha. Đây ngổn ngang. Đây còn một cái kho chứng dịch dòng chân dịch chạy trái cánh thái và cánh thường ha. Đây đây nhiều quá em chắc vô kho không hết nè, đổ ra bỏ đóng đóng đây, đồ rất là nhiều. Đây anh em sơ lược xem nè, dòng cái này là loại dòng chân dịch chạy trái cánh thường cánh thái và dòng chân dịch chạy chạy thuận luôn nha, cánh thái đều có hết. Đây lớn nhỏ dung kích đầy đủ hết nha, dung đồ nhiều quá rồi em
không có chỗ để, rồi để ngổn ngang tùm lum mới hết. Đó, quay sơ lược cho anh em xem. Tất cả các loại đều có hết nha, cung cấp đầy đủ cho anh em. Rồi, cái địa chỉ của mình, nhiều anh em lên comment hỏi là địa chỉ mình ở Đầm Dơi, Cà Mau mà ở đâu. Thì đây, mình ở tại huyện Đầm Dơi, đối diện với bến tàu khách ha, bến tàu khách của Đầm Dơi. Nếu anh em nào tìm tới thì địa điểm của mình là tại bến đối diện bến tàu khách Đầm Dơi. Rồi, trở lại cái phòng làm việc của mình đây. Thì dòng chuyển dịch này thì mình làm xong rồi hết rồi đó. Là nếu mà anh em nào chốt ngay đơn hàng nào thì mình chỉ có bốc gửi đi thôi ha. Đồ thì bao cho anh em, gửi đi rất là nhanh. Đây, quay sơ lược cho anh em xem tổng những cái giải thưởng mà mình đoạt được ở tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long ha. Này, rồi, cái video của mình đến ngày hôm nay là đến giờ là kết thúc nha. Chúc anh em năm mới làm ăn phát tài, tiền vô như nước nha.